chains. I've been driving this train. Yes. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là Bún. Thì video hôm nay mình đã quay lại một cái vlog Tết 2022 của mình. Và xin lỗi mọi người bởi vì là video này mình ra hơi muộn một tí bởi vì gần đây mình hơi bận đấy. Mọi người đã thấy thì nhà mình đang gói bánh chưng và hiện tại thì đang là 7 giờ tối ngày 28 âm, tức là 29 Tết đấy. Sáng thì nhà mình bận hết, vì vậy thì tối mới có thời gian để gói. Và mỗi người một việc luôn. Bố mẹ mình thì ngồi gói bánh chưng này, còn các em mình thì ngồi lau lá, còn mình thì ngồi gấp và cắt lá. Đấy, rất là vui luôn ý. Sau khi mà cắt đủ lá cho bố mẹ gói bánh chưng to rồi thì mình quay sang gói bánh chưng mini. Năm nào thì mình cũng gói bánh chưng mini hết, nhưng mà mình chỉ gói tầm 1 đến 2 cái thôi bởi vì là sợ không ăn hết đi mọi người. Ta-da! Và đây là thành quả sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi mà gói bánh chưng xong thì mấy đứa bạn mình hẹn đi đốt lửa rồi là nói chuyện các thứ này kia. Lúc đấy thời tiết hình như là có 10 độ thôi ý. Rồi. Các bạn ơi, đây là cái ca mở lon bia khó nhất từ giờ tôi gặp. Rửa máy không được rồi. Hai cái đứa tay ấy. Quá. Trời ơi, que gì không nhờ gãy nó lên. Tại vì đứa nào cũng là móng mà. 2, 3, go. Ok. Ngồi sưởi đống lửa như này thì khá là ấm. Tuy nhiên thì cái khói của cái củi này nó siêu ke mắt luôn đấy mọi người. Vừa ngồi mà vừa chạy. Chạy theo đám khói, nhưng mà nói chung là cũng rất là vui. The next day. Và hôm nay đã là 29 âm, tức 30 Tết đấy mọi người ạ. Nếu như mà mọi người đã xem vlog những ngày trước Tết của mình rồi thì cũng biết là trước Tết mình dọn khá là nhiều phòng, trừ phòng khách ra. Vì vậy thì sáng nay nhà mình dọn phòng khách cũng như là trang trí thêm cây đào với cả cây quất. Mọi người biết tại sao thằng em mình nó chăm chỉ đột xuất như thế này không? Bởi vì là mình đang quay đấy mọi người ạ. Nếu mà mình tắt máy quay đi là nó sẽ ngồi xem tivi thôi. Vì vậy thì mình sẽ để máy quay để bắt nó làm việc. Mình thề luôn, mình rất là ghét cái việc kỳ mấy cái ghế kiểu nhiều vân vân gỗ gỗ như này. Rất là khó kỳ, khó sạch lắm mọi người ạ. Nên là mình không thích cái kiểu ghế như thế này đâu. Bởi vì có cây đào với cây quất rồi, vì vậy thì bây giờ mình với em mình sẽ thổi bóng để treo lên. Tầm 4 giờ chiều mình ra ngoài sân thì thấy thời tiết rất là âm u luôn, cực kỳ nhiều mây mà cũng trời cũng rất là lạnh. Đến 6 giờ tối thì nhà mình ăn cơm tất niên. Mâm cơm này thì đều do tay mẹ mình làm hết, cực kỳ truyền thống, cực kỳ đỉnh và ngon luôn đấy mọi người. Siêu đỉnh. Sau khi ăn cơm rửa bát xong thì mình đi make up thay đồ để còn đi chụp ảnh, còn đăng trên Instagram vào lúc giao thừa. Đi, let's go. Lần đầu ăn hảo được vào video. Địa điểm mà hôm nay bọn mình chụp là ở sân vận động. Và concept thì sẽ là concept mình sẽ cầm cái pháo hoa, cái pháo bông ấy, cái pháo bông đốt sinh nhật để chụp. Kết quả. Sau khi mà chụp ảnh xong thì mình đi về nhà và khôn với các bạn mình thôi. Khôn với cái màn hình đen thui. Bởi vì là mình không được đi ra ngoài vào đêm giao thừa, do là nhà mình thường có phong tục chọn người xông đất ý mọi người. Chúc anh em năm mới vui vẻ nhá. Chúc sớm đấy. Em này còn nhớ năm nữa. 2 phút nữa. Chúc sớm với em 2 năm mới các bạn ơi. 1 Không, sắp còn 1 phút nữa thôi. Anh em ơi sắp rồi. 10 giây. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Đến rồi. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Giao thừa online. 1, 2, 3, 4. Thank you for the happiest year of my life.
sau khi mà mình call video với hai bạn kia xong thì mình gọi cho Minh Dừa để chúc mừng năm mới. Trời ơi, đáng yêu thật sự luôn ý. Sau đó thì mình gọi điện chúc mừng năm mới Mai Thu, và Mai Thu đang livestream mà vẫn phải tắt livestream để gọi điện video với mình đấy. Trời ơi, yêu thực sự luôn ý. Ngoài những người đấy ra thì mình cũng có gọi điện này, nhắn tin với một vài người bạn nữa. Đấy, xong rồi đến 1 giờ thì mình đi ngủ. Tomorrow. Sau khi đánh răng xong thì mình sẽ rửa mặt với nước mùi nhé mọi người. Mùng 1 Tết các bạn có rửa mặt bằng nước mùi không? Sáng nay mẹ mình đã dậy sớm và làm cơm rồi. Lúc mình dậy thì thấy đang thắp hương. Thời tiết hôm mùng 1 này thì siêu âm u và lạnh luôn mọi người, chỉ có 10 độ C thôi. Xem lịch thì tuổi của mình năm nay hợp với màu xanh lá, vì vậy thì mình đã mặc một chiếc áo dài xanh lá. Nhưng mà trời rất là lạnh luôn, có 10 độ thôi, vì vậy thì mình sẽ khoác thêm một cái áo cardigan ở ngoài nữa. Bây giờ thì mình đang cho tiền vào lì xì để tí nữa cho mọi người chơi trò chơi bốc thăm. Chuẩn bị mọi thứ xong thì cũng đến 10 giờ và bây giờ nhà mình sẽ đi lên nhà bác mình chúc Tết. Ngoài ra thì chị mình mới đi Hà Nội về và mang một chú mèo tên là Mỡ, rất là đáng yêu luôn, vì vậy thì ai cũng muốn chụp hình cùng cái chú mèo này. Hiện tại thì là 12 rưỡi, trời rất là lạnh luôn, vì vậy thì bọn mình đang đi bộ về nhà mình để về đắp chăn lên giường ngủ ấy. A few moments later. Lạnh quá mọi người ạ. Mày ơi, nhìn thấy của tao chưa? Mang cả chăn đi luôn mà. Về nhà nằm một tí thì đến 2 rưỡi bạn mình rủ đi chụp ảnh. Thì bọn mình đang ở bưu điện để chuẩn bị chụp cho áo dài. Đi chụp được tầm 10 đến 15 phút thì lạnh quá bọn mình không chịu được, vì vậy thì bọn mình đã quyết định về lấy áo khoác để đi lượn. Lượn được tầm 20 phút thì bọn mình đi về. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn bốc thăm. Nhìn cái tay mình nó thơm như này thì các bạn cũng biết là thời tiết ở ngoài nó lạnh như nào rồi đấy. Sau đấy thì mình về nhà đắp chăn xem phim thôi mọi người ạ. Thời tiết như này thì không còn gì bằng với việc trên giường đắp chăn xem phim đâu. Tối đến thì mình vẫn tiếp tục cuộc hành trình cho các bạn bốc thăm may mắn. Sau đấy thì bọn mình đi lấy củi và tiếp tục đi đốt lửa như cái hôm mà 28 Tết ý mọi người. Ok, lấy đi. Chị em biết chị đang quay mà. Yeah, mình. Ok. Nào hào. Còn có 3 cái. Cái mở ra thì thường rất là đen. Mấy cái giữa. Mình nhìn ạ. The next day. Mùng 2 Tết thì nhà mình có lịch đi du xuân ở ngoài Fadin, vì vậy thì 8 giờ nhà mình đã phải dậy rồi để lên nhà bác mình tập trung ở đấy để còn đi. Can we skip to the good part? Lúc mới lên xe thì hai đứa này nói rất nhiều luôn và cực kỳ tỉnh táo. Nhưng mà đợi một lúc đi mọi người sẽ thấy thành quả. Đây, hai đứa này nó còn chơi game cơ. A few moments later. Như mọi người thấy thì hai cái người đang ngủ, tức là hai đứa mà nôn nhiều nhất và say xe nhất, nên bây giờ mệt quá ngủ rồi. Đi càng gần đến Fadin thì sương mù ngày càng dày đặc luôn.
Sau khi ăn xong thì vẫn còn lạnh, vì vậy thì bọn mình đã đi sưởi lửa. Vì vẫn đói nên là bọn mình ăn xúc xích. Tuy nhiên thì vừa ăn vừa chảy nước mắt, bởi vì là cái khói của cái củi này siêu cay mắt luôn. Giờ chiều là bọn mình về đến nhà và bây giờ mình với mẹ đang nhặt rau để tối ăn lẩu. Đúng rồi. Ngoài nhà mình ra thì mình cũng có mời mấy đứa bạn đến ăn cùng. Hai ba. Sau khi ăn xong thì bọn mình đi chơi bài thử thách. Người thua cuộc thì sẽ bị người thắng cuộc chỉ định gọi cho một người bất kỳ trong cái list danh sách bạn bè đăng online của mình, và thời gian gọi là 1 phút. Vì mấy hôm trước dọn nhà này, đi chơi các thứ rất là mệt. Vì vậy thì mùng 3 mình chỉ ở nhà làm lắp chăn, rồi là xem phim, ngủ. Đến tối thì rủ các em chơi bài, với cả thời tiết cũng rất là lạnh luôn. Vì vậy thì mình cũng không muốn đi ra khỏi nhà. Sang đến mùng 4 thì mình với cả các em có kế hoạch đi picnic, đi nướng đồ ăn này, nướng gà, nướng xúc xích, nướng thịt. Sau khi mà bọn mình chọn được chỗ rồi thì mấy đứa con gái ngồi trộn gia vị với cả xiên đồ ăn vào xiên. Còn hai đứa con trai thì đi tìm đá để kê đồ nướng. Game sinh tồn. Ui ui, anh siêu quá anh ơi. Ui anh siêu quá. Đấy, rồi đồ anh đẻ đấy. Xe nó được gọi là xe dài. Dài nhá. Như mọi người có thể thấy thì sau khi loay hoay một lúc mà lửa vẫn không lên, thế là bọn mình đã nhờ mấy người đứa bé xung quanh đốt hộ. Thế là một phát lên luôn mọi người ạ, siêu thực sự luôn. Sau khi nướng một lúc thì thịt ba chỉ này, chân gà, xúc xích rồi là xiên thì đã chín hết rồi. Thế là bọn mình đang ăn luôn. Còn con gà thì nó vẫn chưa chín đâu mọi người. Ba, 4, 5. Chân đây sang ạ. Sang, bố gọi sang sang là cái gì nhỉ? Khi cá. Thân bài. Okay. Thân bài. Thân bài. Bài gái. Khi quá. Mới đi quỳ. Vẫn đam mê ăn uống lắm. Anh nghe chăm chỉ. Thế nào cuối cùng bọn mình ăn no ba chỉ, xúc xích rồi xiên. Còn thịt gà thì nó bị cháy ở ngoài da và bên trong thì nó vẫn chưa chín. Thế nào cuối cùng cũng không ăn được thịt gà luôn. Và video vlog Tết 2022 của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bây giờ thì bye bye.